Vào chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn đã có buổi làm việc với huyện Tân Yên về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, sau khi phát sinh ca F0 tại xã Việt Lập, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện đã chỉ đạo rà soát, điều tra xác minh thần tốc trong cộng đồng, quản lý chặt chẽ các trường hợp liên quan. Đến nay tiếp tục phát hiện thêm 10 trường hợp F0 tại 4 thôn là thôn Giữa, Đồng Sen, thôn Lý, Cầu Cần. Huyện dự báo trong những ngày tới có khả năng phát sinh thêm các trường hợp F0 trên địa bàn, thiết lập 24 chốt phong tỏa trên địa bàn xã Việt Lập, kích hoạt 6 khu cách ly tập trung, tổ chức khai báo y tế toàn dân đối với xã Việt Lập. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn yêu cầu huyện Tân Yên cần đẩy nhanh tiến độ khai báo y tế toàn dân, tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu doanh nghiệp không đủ điều kiện an toàn dừng hoạt động, xét nghiệm đối với khu vực nguy cơ cao, cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh truy vết, giám sát các trường hợp có nguy cơ cao, thực hiện các biện pháp cách ly chặt chẽ, không để dịch lây lan ra cộng đồng.